Tôi cũng tiện xin giới thiệu thêm, ví dụ như cái cây mà có một số clip tôi nói đấy, thì có cái cây nó cũng là cùng cái giống này, nhưng mà hoa nó nhiều màu trắng, nhưng cây này chắc chắn sẽ nhiều màu đỏ, nhưng mới ra thì nó màu tối tối như này. Thế nhưng mà khi nó lở to rõ ra đấy thì hoa nó sẽ sáng dần ra như này. Quý vị thấy không, màu của nó đổi nhau, từ đây hai màu khác nhau à. Đấy. Nhưng mà hai cây này là một, có cây thì nó nhiều trắng và có cây nó nhiều hồng. Cây nhiều hồng ấy thường nó ra thì nó tối, mới ra hoa lon ấy nó tối hơn. Thế nhưng mà khi nó lở trắng đều rồi thì nó cũng sẽ trắng như này, nó trắng đều như này. Đây như cây này ấy, nên lượng trắng của nó bây giờ chúng ta nhìn nó không phải là màu trắng đâu, nó hơi ké xanh xanh. Đấy. Cái bông hoa nó mới ra nó xanh xanh thì sau nó trắng, còn nếu mà nó có ánh đỏ thì nó sẽ vừa trắng vừa đỏ. Nhưng mà cái bông hoa là thường thường là mới ra thì là nó sẫm màu. Đây như cái cụ thể như trên một cành này luôn, thì là cái bông hoa nó ra bắt đầu trắng nhạt dần ra này. Đấy, bông hoa nó trắng nó nhạt dần ra. Đấy, bông này nó nhạt dần ra, còn những cái bông kia thì nó sẫm. Đấy, nó sẫm hơn. Đây như trong này cũng có nhiều bông sẫm. Cái này nó nói đúng ra nó là dạng hồng gân, nhưng mà gọi là trắng phớt cũng được.